Chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm video hướng dẫn các bạn cái công cụ ChatGPT-4 để ứng dụng trong việc tự động hóa công việc. Rồi ví dụ đây, ví dụ mình sẽ có cái file như vậy, những thư mục như vậy, đây, bom đầu tư nè. Đây là metadata nè. Những cái file này ở kia nó đang tách rời nhau, nhưng mà nội dung nó sẽ chỉ nội dung nó chỉ giống nhau, header là giống nhau thôi, nhưng mà cái content đó, nó khác nhau. Đó. Khi mình cái file này là import vào một cái hệ thống JDB đó, nhưng mà bây giờ mình muốn import thì import từng cái như vậy thì mất thời gian. Bây giờ mình sẽ gộp nó lại thành một file thôi, nghĩa là gộp lại tất cả những cái file trong này về thành ba file, bom, item, login, nó giống nhau hết, bom, item, login nó giống nhau hết. Vậy thì bây giờ mình không có công cụ để mình làm, mà mình cũng không biết lập trình luôn, thì mình sẽ sử dụng ChatGPT để hỗ trợ mình làm công việc này. Ở đây mình hỏi ChatGPT, hey. Đó. Câu hỏi thì hỏi mình có biết hỏi đây đây ví dụ đây tôi, mình ghi câu hỏi rõ ràng là tôi có nhiều thư mục con, mỗi thư mục con chứa một tập tin tt với tên giống nhau, tôi ghép tập tin lại nhưng giữ một header duy nhất từ tập tin đầu đó. Tập tin đầu tiên đó thì mình copy đây, mình dán vô đây đó đây sử dụng mã Python nè, nó sẽ hướng dẫn mình đó. Thì bây giờ mình sẽ chụp hình cho nó biết cái thằng này luôn, cái thư mục của luôn, để nó làm cho mình chính xác luôn ha. Thì chụp hình thì mình sử dụng công cụ Nagit nè, chụp hình lại mình gửi cho nó luôn. Đó, mình chụp hình cái đường dẫn này luôn cho nó luôn, để cho nó biết của mình luôn ha. Lại. Đó, chụp lại cho thấy đường dẫn này là nó làm cho mình luôn. Đây là folder của tập tin của tôi. Đó là nhìn như ảnh đang cung cấp có thể muốn ghép tập tin tt thôi, còn ghép thể làm viết lại Python với tập tin với hình với đường dẫn tập tin hình gửi tôi gửi. Đó, mình cứ đánh đoạn thôi. Đó, nó xong rồi nè. Thì bây giờ mình sẽ copy nó để mình làm thử nha. Copy nó kết cộng cộng để mình chạy thử từ đây đi ha.
Đấy, đây mình sẽ đọc thử Atomic đây, Opus 21 đây, đây. Đó. Rồi. Đó, rồi bây giờ mình nói hỏi nó bây giờ để chạy. Để chạy. Bài bài con thì làm thế nào? Nó sẽ hỏi, nó sẽ hướng dẫn cho mình. Đó, nó hướng dẫn cho mình nè. Đây, comment like OS, nó di chuyển theo một chữ rip nè, chạy nè. Máy tôi chưa có Python. Đó, chỉ mình á, vô đây để mình chạy Python nè. Đó, bây giờ mình sẽ cài Python nè, vô Python MRG để mình cài. Đối Windows nè, bây giờ mình sẽ kiểm tra coi mình có cái Python chưa. Như đây mình có Python 3.9.2 rồi, cho nên mình không cần cài. Nếu mình chưa có thì mình sẽ vô đây để mình cài. Đó. Có một cái bước là add Python vào bạc thì làm thế nào đó. Mình dưới đây mình hỏi tiếp là thế nào để S là bát nó, mình sẽ chỉ mình rồi nó trả lời cho mình đây nè. Nó thì mình thử thôi, nó mình cứ làm theo thôi. Đó, xem đây, nó vô đây Advanced nè. Rồi edit. Đó. Đây. Đó, edit này, đây mình có rồi nè. Nói chung mình có rồi, mình add vô nè, vô cái nó nói nè. Vô. Đó. Đó. Chưa. Đó, rồi bây giờ mình sẽ chạy cái này. Đây. Đây. Đó. Yeah, ok. Nghĩa là mình có Python nha. Sau khi mình hỏi nó, mình cũng có làm trước đó rồi, nhưng mình hỏi nó rồi xong. Xong rồi nó rồi, bây giờ mình sẽ quay lại mình hỏi mình làm tiếp cái này. Đó. Đây. Nhưng mà cái này mình chưa đúng ý mình đâu, nó mới đưa cái vậy thôi. Giờ mình sẽ hỏi lại nó thêm một lần nữa. Rồi, bây giờ mình sẽ hỏi lại nó thêm một lần nữa. Ở đây, một cái. Và đây. Đó, mình chụp hình mình cho nó hỏi nó. Tại vì cái này theo mình nghĩ là nó chưa đúng. Nhấn vô.
mình sẽ hỏi nó. Tôi có thư mục. Ừ. Đây. Rồi nói lại nó đi. Đây là thư mục chứa các bài txt t và tên các bài txt. Nó hãy viết lại code bài thân cho đúng đó. Mình phải hỏi kỹ cho nó, mình nói kỹ cho nó. Không phải gặp lại là tôi muốn gặp lại lại bom mà ai tâm là cao tâm là gặp lại và lưu thành lưu riêng này gặp lại và lưu riêng thành và phải nó. Mình hỏi từ từ vậy đó, mình với mình không nhận biết, mình hỏi từ từ vậy đó. Đó. Rồi mình copy nó lại. Rồi sau đó mình bỏ đây mình chạy thử nha. Đó. Rồi. Mình sẽ bỏ nó vào một cái CV. Tên là F5 đó. Rồi xong. Bây giờ để chạy nó làm sao? Chạy nó làm sao? Rồi. Nó bây giờ để chạy. Rồi. Để thực thi là hai Python thì làm thế nào? Mình hỏi như vậy là mình không biết gì luôn ấy. Rồi. Nó thì bây giờ mình sẽ làm theo nha. Rồi mở CMD lên.
di chuyển đến thư mục trước file Python đúng không? Python 2 đi. Python 2 mình đã đặt vậy, mình đặt lại Python 2. Python 2 dưới đây. Rồi. Đây. CD. Cái này vô, xuống tới ngay chỗ đó rồi đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ chạy nó bằng cách gì đây? Python. Đó. Ở đây file mình tên gì? File mình tên là... Tên gì này mình coi kỹ lại coi. File mình đã ghép file nè. .bi nè. Rồi enter. Đó. Ghép xong là nó đã ghép xong. Nó ghép xong luôn để cho mình. Đó. Thử cái file tâm coi. Tổng cộng mấy dòng. Đó. Sau 5 dòng mà mình coi kỹ cái dòng cuối của mình là file cuối của mình với cái file cuối của này coi đúng không nghe. Đây. Tâm bắt ta mình kiểm tra lại. Nó là cuối cái này là cuối của nó. Chưa? Đó. Header nó giống nhau không? Header giống nhau luôn. Đó. Nhưng mà sau một lần một hồi mình hỏi qua hỏi lại GPT nó sẽ cho mình một cái công cụ để mình ghép file như thế đó. Là một ứng dụng ha. Rồi ứng dụng đó, ứng dụng thứ hai mình có thể làm nhiều thứ hơn, ví dụ về SQL đi. SQL SQL thì bây giờ mình sẽ ứng dụng SQL và Python tự động như thế nào. Đó, bây giờ mình chỉ biết về SQL thôi, sao không nhiều, biết ít thôi. Rồi bây giờ mình sẽ connect vô database, connect vô với mình. Ví dụ mình có một cái file là sales report chẳng hạn. Ví dụ đây mình sẽ có một cái sales report ở đây. Select cái này, select giờ không biết viết luôn nè, mình hỏi nó luôn. Đó, hỏi nó cái mới đi. Tôi muốn viết code SQL server đó, thì viết là lệnh select lệnh select tới lệnh test tới bảng nó, thì mình nói nó vậy thì nó sẽ rồi cho mình, nó gửi cho mình thì mình viết thôi. Select tất cả luôn. Tất cả. Thì biết sao. Nó như mình hỏi với bạn mình không biết gì nữa. Rồi. Select sao tao bọn em. Nó ok. Mình copy này lại. Nó dẫn vô đây. Tao bọn em mình là cái gì? Sale report. Rồi. Đó, rồi tôi muốn lọc là tôi muốn lọc theo ngày. Đó thì hiểu nhà thì mình ghi ra cái data này mình không có thì thôi, mình tới như đây đi. Đó, ok. Rồi bây giờ tôi muốn nó tiếp.
Tôi muốn lập lịch gửi mail mỗi ngày query này thì làm thế nào? Đó, ví dụ vậy. Tôi hướng dẫn mình sử dụng SQL làm luôn. Nó hướng dẫn mình làm bài viết bằng Python nè. Rồi viết bằng cái transition từ SQL nè, mình sử dụng cách nào cũng được. Viết bằng bubble shell nè. Đó, mình học vừa mới làm Python xong rồi, mình biết rồi nhầm làm Python đó. Viết cho tôi code Python để gửi mail câu query trên nó thông tin kết nối nói với database. Nó thì mình sẽ đưa thông tin cái nó database cho nó ha. Mình chuẩn bị sẵn ở ngoài đây để mình đưa cho nó, chứ mình không đưa nó không biết làm đâu. Không biết nó database của mình là gì thì mình sẽ copy nó. Đó, mình có mình ở này. Đó, server .user se password hoặc là LBC. Rồi database database là gì thì mình sẽ ép hai cái này lại để mình copy luôn, chụp cả copy hết rồi xong đó. Rồi xem cái nữa, gửi bằng giao thức HTTP Gmail. Đó, thông tin tin kết nối nó kết nối thì mình sẽ lấy thông tin kết nối mình có sẵn ở đây, password mình sẽ lấy cái này, cái mail này của mình để mình làm user. Đó. Rồi. Enter cho nó. Truyền cho nó. Viết cho mình. Rồi ok, copy code luôn. Em vô đây. Mình đưa đủ thông tin vô đây, mình không cần sửa nhiều, mình chỉ sửa chỗ là mail à. Mail nhận nè. Mail nhận mình để là thanh điện IT gia cầu. gmail.com. Đó. Đây mình sao nó lại với cái sao nó lại với Python 2 nè. Auto send mail chấm bi nó
Rồi bây giờ chạy, nãy mình biết chạy rồi, giờ mình vô đây mình mũi tên, nó là mũi tên lên nè. Rồi sau đó là mình sửa lại là auto to send. Rồi bây giờ mình chạy file ha. B. Rồi chạy. File này. Đây, nó gọi đây. Rồi bây giờ mình sẽ gửi này cho nó. Rồi ok, kiểm tra lại code. Code đâu? Form table này mình phải thay đổi lại nè. Form table là cell nè. Mình thấy table này mà bên này nè. Mình thấy mình chưa để ý. Sửa này lại nè, nó rồi xem lại xong rồi mình mới chạy tiếp. Thì mình một một đi chọn đây. Sau đây có tổ chạy đây có cái gì đây, nãy mình đi này không rồi chạy lại cái chữ chỗ đó này, mình viết cái gì cho lúc nãy đó. Rồi lên bên đây có cái sườn UAV đây đó, loại này thì mình gửi tiếp đây. Xin chào sức phun nè, nó là cái lời gửi mail rồi. Thì bây giờ mình check cái mail coi có gửi hay không nha. Cái mail nó gửi hay không nha, Gmail. Đây mình gửi qua mail nào, mình gửi vô cái mail. Mail anh Điền nè. Đây. Gửi nè. Nó gửi như vậy nè. Nó giờ muốn gửi hình đính kèm file đi, sửa lại. Sửa lại gửi hình đính kèm file file TFD nha. Bộ file Excel. Đó, giờ mình sẽ gửi đoạn code cho nó đi. Đây, con luôn. Rồi. Xuống dòng. Code này gửi mail ok, nhưng tôi muốn gửi mail hẳn phải mail gửi query qua mail
đều. Đó. Ở cái này trước, còn thêm cái này trước, copy code nữa. Cái này xong rồi đúng không? Mình mới copy cái này lại. Xóa này đi. Update lại rồi, save lại xong rồi chạy lại cái vấn này. Chờ một xíu. Rồi bây giờ xong rồi bên đây đây rồi bây giờ sẽ một đấy đó nó rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn nó cách lập lịch giữa hàng một em ok that's ok. Lập lịch gửi nhiều mail và có CC nhiều mail gửi theo lịch rồi nó nói là bây giờ là trong cái này bây giờ ví dụ tới đây mình không biết đi thì mình có thể kêu nó gửi lại full code đi gửi lại full dù mình không biết ha mình copy cũng được lại full code có cc mail điện ta còn full code ừ. Sẽ gửi cho mình lại full code mình dán đèn vô thôi mình không cần phải suy nghĩ nữa đúng không? Rồi hiểu không? Mình cấp bắt này trước. Nó dán ở đây, xóa này đi. Dán có trên này, save lại là một. Rồi tiếp theo là mình xử lý cái vấn đề là run nè. Mở Linux là lên Windows là mình sẽ sử dụng Touch Skill nè. Windows thì mình sử dụng Touch Skill, mình sẽ đây Touch Schedule nè. Schedule nè đó. Rồi sau đó để cái Touch nè. Rồi để tắt đi xít. Tắt đi xít rồi sau đó đặt thời gian. Mình động ở Send Earthwheel. Sale.
bộ chẳng hạn, rồi xem one time đi, một lần thôi thử đi. Hôm nay là xem lúc mình cái xem lúc là 20 đi, bây giờ 20 đi, 21 đi nữa luôn, xem program xem gì, xem program nè, đó VIP. VIP thì được tạo ra tiền thời gian tên cho hành động xa program hoàn tất cài đặt tiền không tính cho bản quy tắc vụ hành động, mà khi nổi về hành động trên thực hiện tạo ra việc có tập tin bên on việc đến tập tin bên on việc đến tập tin bên on rồi tới đây việc đến tập tin bên on laptop nè đây nè xem như là nó chụp mình còn chưa đúng, mình hỏi nó coi như vậy có đúng chưa. Rồi nhấn vô chỗ các bạn, tôi làm như vậy đúng chưa? Đó, ví dụ vậy mình hỏi nó tiếp. Nó đang bị lag thôi, thì mình thường phản mình là phản xe. Nó hơi bị lag. Trả lời lỗi cái cũ à. Rồi quay lại coi nói rồi 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 phân tích rồi đặt rồi next thứ nhất đây đó rồi mình sẽ coi lại coi cái nãy nó làm đâu xem đâu. Cái gì mới tạo đâu rồi. Ok. 21 đúng không? Rồi thầy có nói gì đúng chưa? Đúng rồi sửa lại. Đây nè, nó nói nè, mình sai nè. Nè, điểm sao rồi đem ship đây là chỉ định đến tập tin Python. Nó, ví dụ về cái... Python zip nè, yếu này nè. Nó phải sửa lại. Nó phải sửa lại nè. Action nè. Đó, thì mình sẽ sửa lại nè. C nè. Program zip là program zip. Program zip là gì? Đến cái Python SE ở dưới mình là được những tập tin file. Đó, mình đã không có program zip xong là edit nè. Nó ok. Rồi tiếp theo rồi cái file kia
Woman là nó cái argument này thì mình sẽ bỏ vô nó ở đây. Và trái in thì mình đưa vô cái này C Python hay nè. Đó. Rồi chụp hình cho nó coi luôn. Mà làm xong mình chụp hình cho nó coi. Ừ, đúng chưa? Đúng. Đó, ok đi. Rồi mình dán vô. Đây. Ừ. Vậy đúng chưa? Từ từ nó gấp hình lên. Này nó chỉ cho mình nè, nó rồi mình sửa lại thôi. Nói chung là mình quay là mình với tâm thế mình thử mình không biết gì phải nó chỉ mình như thế nào nha. Copy code. Copy code. Rồi, 21 rồi đó. 21 mới có gửi mail rồi đó. Có gửi mail rồi, vừa 21 đã gửi mail rồi đó. Nghĩa là mình lập lịch đúng rồi đó. Đây nè, gửi mail. Như thế mình có thể sửa lại gửi mail hàng loạt luôn cho mình. Vậy thôi. Rồi kết thúc video này đây đây. Đó, kết thúc video này đó chính là 2K. Để có thể sử dụng áp dụng ChatGPT để mình có thể sửa viết một cái tool nào đó. Mình cần.